một một hai ba, một hai ba, Cái một mệt đó quá, mỏi ba ngoài nó xuống cho này, đây là chấm bài tắt nè nè, một hai ba, một hai ba, bữa nay mà ai cũng hồng hào quá, một chai bia. đó mà em đâu làm đâu. À, đi ăn đó. Có chụp hình đi. Nó lại lên rồi. One, two, three. Dạo. Rồi. Đẹp rồi ha. Bóng tắm nữa nè. Một, hai, ba. Mập quá, chụp cái diễn biến. Rồi, ấm cái thiệt lên, ấm cái thiệt lên. Oh no, nè, đúng nè. No, no kìa. Nè, cái thiệt lên. Một, hai, ba. Mà xích cái ra đừng kê quá vô nó là nó bị dính. Ok, được rồi. Ok, ok. Ha. Ha. Thầy chú à. Ừ. Nè đi. Nè nè nè. What? Nè. What did you say? Wow, what a swallow. What's that? Wow, what a swallow. Chụp nhiều quá. Xích vô. Xích dài rồi nha. Đây. Một, hai, ba. Hả? Một, hai, ba. Cái thầy làm gì mẹ? Nhìn camera. Nhìn lên camera. Nhìn màn hình kìa. Một. Ừ, trời ơi, Trường ơi, ghê kìa. Oh, baby. With my nose. Trời ơi. Nó lên nose của mũi mẹ. Trời ơi, kinh quá. Trời quá đi. Johnny ơi. Để bỏ cà thị xuống, bỏ cà thị xuống. Ấm không trên đi. Bỏ cà thị xuống, bỏ trên này xuống. Cho này lên, mắt mày ấm rồi. Trời ơi, già rồi, ấm gì nổi nữa, mệt chết rồi. Xích qua đây, xích qua đây. Chết rồi, cho này kỳ này sống trai. Đó, đó, được á, ok. Cái này. Nè, đứng yên và chụp nè. Một. No, ngậm miệng lại, cái răng xuống. No. No, cười đẹp quá. Cái răng xuống mà cười đẹp gì? À, đẹp quá. Xuống quá, bye bye, happy. Đó, nhà ra hai răng xuống rồi, ba chụp coi. Ghê quá, nằm lại đi. Bình thường, relax, cười. Rồi xong rồi, đủ rồi. Chụp nhiều quá, bỏ lên đâu được đó. Được mà. Đây là mấy cái cây mình làm. Mình trồng nó lá nhìn đẹp không? Ở trên này. Xin cái vàng đó. Phát này cho tủ lạnh, không tối ăn. Cả đi. Nhắn vô lại em. Kẹt hai đó. Kẻ máu bây giờ. Sáu đồng có chỗ bán 4 đồng không? Là sao không hiểu? 4 đồng 1 tiếng. Cũng còn na nãy nó xuyên thùng. Cho này. Mà chụp lại tấm. Nè, dễ dễ. Dễ dễ. Ui, cho này ghê quá. Người ta cảm. Tắm cửa bớt rồi. Để bên này. Cho này không ăn. Nè, chụp lại tắm này cho này. Dạ chốt, người ta đang nó xì. Chưa qua, chưa ra. Ok, one. Chụp nhiều quá em phải lựa nè. Two. Three. Oh, yummy đây nè. Cái con nhỏ kia nó cứ quậy hoài. Nhầm nhầm đây, qua đây. Thôi được rồi. Cho này bye bye đi. Bye bye. Nơi mốt mấy chục năm sau con lớn mình lấy đi coi lại nha. Gì mấy chục năm sau để đi con sống già. Thì nó coi lại trên YouTube đi. Nó mấy chục năm sau nó coi lại. Coi nó giống đi đi giờ không? Đâu. Đi nhìn thấy con giống đi hồi nhỏ đó.